có cái ông ở trên Lào Cai. À ông Sơn à? Ờ, và Sơn. Em mới kiếm cho anh một cây lộc vừng như thế. Và em ông bảo là lúc nào chán thì để cho anh nhé. Và thôi em biết bao giờ cho em chán. Thế em bảo thế chú bán có bằng ấy mà không, đây là anh Đông Hảo, đây là anh em. Thôi không có cái gì, cái quà nhiều. À. Đấy. Con sung rất là hiếm đấy. Ông số thanh hóa, rất là hiếm. Ông một cái con này. Ông cắt một, phát một, cắt còn mỗi khúc này không? Anh tiền anh quyền cắt. Đúng rồi. Sơn Lào Cai. Lào Cai mà hay xuống đây lắm. Bắt Sơn ạ. Thế và anh em thích thì cứ lấy em thôi. Rồi. Đấy con lộc vừng này chả hay à. Già. Đi chợ để quay Bắc Trương là khoái nhất. Đấy. Đây này con trường này thì hài rất hay, đại gia Thế Bình ấy, và vườn của bác ấy khủng khiếp lắm, sợ lắm các bác nhé. Hôm nay đi chợ ra để quay tí. Chào các bác, hôm nay lại là đi chợ Vạn Phúc, lâu lâu rồi mới ra. Được, hôm nay ông có cái cây xanh mà lúc xa xa mình tưởng là đa, đi quá trên quê sợ quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đây, đây. Ghê đấy, ghê đấy. Mấy trăm đây? Ừ, mấy trăm nào, cái này 4 triệu 1. Con ghê của ông nào ghê quá nhỉ. Đấy. Ông đang ngồi quản. Sợ quá, quản cái đồ này phải có nhà to. Lấy ảnh thôi, không sợ quay phim thôi. Cái tiền thôi. Ừ, rồi. Vừa bán hai cái vườn to rồi. À thế à? Cái lục vườn này bao tiền? Vương quả bia. À, bia. Có đấy của mình cái này. Chả biết quá. Không biết rõ bao tiền. Hay hay đấy. Ờ, hồng ngọc mai nhiều hoa đấy nhỉ. Mai hồng ngọc nhiều lắm. Con này là lâu lắm. Già lắm. Đừng có cái chậu để vào quay nhăn, đúng như hoa dừa đâu. Hoa này thơm lắm. Mà nhiều thơm, mai hồng ngọc. Quả đỏ như quả cà chua. Quả đỏ vào. Đấy. Mốt cái xe xanh chuyển hiện đấy bác, xe là có biến tướng là cái gì của con này không? Ôi đây đâm đấy ra đấy, cái cửa trước nó dài của người thì cứ cắt mẹ cái bụng cũng thế làm giảng ngang được người làm mà thật nụ lắm. Cái này là một chơi có mua có bệnh về. Vâng, còn cái đồ to này lọc cho có lọc không? Đây là cục dày quá mà hơi cao so với giá mà thấp đến đây thì chôn mẹ xuống đây được. Giá mà thấp đến đây thì múc trong mẹ chôn mẹ ở đây thì cái áo thế mà phải, bây giờ mà con này mà vào nhà thì mình người phải ra ngoài ở đấy không thích chỗ ở nghiên cứu ở tí nữa xem không anh là thích to để mở ra đấy. Ra nhà trường này hôm trước về vườn Bắc Trương xem cây này chả biết bao tiền. Thôi cứ đây có con lộc vừng này, con lộc vừng đấy, bệt lắm, bệt đấy, rất là bệt. Lộc vừng như thế mà sống luôn, uống nước sống luôn. Cà phê nào, hai cà phê, hai nước sống trắng nào đấy. Cụ nào sinh viên biết chơi mấy cây kia rẻ hay. Tất nhiên là chơi mà sau này mà đẳng cấp lên thì nó anh nhanh chán. Đây là bên gần cái thời điểm mà mình thích thì nó cái mắt nghệ thuật mình nó chỉ như vậy thôi. Sau một thời gian nó lên tầm thì lên tầm thì lên tầm thì nó lại phải chán, chán nó lại thấy nó xấu, không phải xấu mà thấy nó không còn thích nó nữa. Đấy sẽ có đấy một cái sumo đá rồi. Khen lại khen nghệ nhân làm cây cẩn thận, vừa quá. Không phải đúng là nhìn là nhìn
ăn tỉa to tỉa nhỏ của tất cả con người ta là đã thể hiện một cái cần cù và cẩn thận. Rồi, hai quả lùng lẳng đây. Như nó sẽ nhiều quả. Thì sung rất hay. Đang bảo có trả 5 triệu rồi mà chưa bán đây. 5 đồng vừa chưa bán đây. Dễ, ôm hòn đá. Ôm hòn đá đây. Ôm hòn đá. Sung ôm đá. Em này đang đòi bao nhiêu vậy? Đang bảo là 5 triệu mà chưa thấy vui. Đấy. Nó chỉ có cái này. Sung là như này là hiếm ấy, hiếm. Nhà được cái dăm nó dày này. Đá tự nhiên chứ nó phải quét đâu. Hả? Đá tự nhiên. Đá tự nhiên nhưng mà có pha màu. Đá này đá tự nhiên nhưng mà có quét màu, tác động vào màu. Đấy, cái này để bàn được, có quả. Sung này có quả. Chắc cây này hôm nay đẹp nhất chợ đây rồi. Treo leo. Còn đá. À. Chắc thì tầm cả 30 hòn đá là khoảng 30 phân thôi. Để mặt gốc lên. À, thật. Như dễ xanh luôn. Từ phòng rồi. Đấy. Nước quế. Dịnh hết chỗ dịnh. Xanh vừa tỉa quái ghê đấy nhỉ. Cây chú có đẹp rồi. Cây của em á? Không, cây tiền nhiều cây đẹp lắm. Cây gì anh? Toàn phôi. Đẹp nhất chợ đấy. Đấy, đẹp nhất chợ hôm nay rồi. Phúc Thọ lại có bày đây. Nhưng mà thôi chắc trả lên nhỉ. Đấy, hôm hôm hàng nhà đấy. Hôm trước về theo hôm nay. Đây. Hôm nay là bao nhiêu anh nhỉ? Ơi, hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Đồng 6. Đấy, chơi này tốt quá gì. Quá duyên dáng. Mini. Rất quái, rất nghệ thuật, chậu đẹp. Nó có bằng ấy tiền nhưng nếu nó không đơ thì nó lại bao nhiêu tiền? Nó có ngon, nhưng ngon chẳng có. Này đâu, chưa xem được. Anh về thì anh chế. Chú này bao tiền anh? Phải sống. Vành vành. Vành vành hôm trước này. Vành vành nhật. Bao giờ nó lấy lớn nó thít lên cái chỗ đấy. Nhật. Sao nó lớn nó bẹt vào cái chỗ ấy. Sao? Cây bên trong à? Đang tán cảnh nhiều quả nhỉ. Chi chích mầm quả nhỉ. Ô cái chín cũng đỏ rồi. Đấy đỏ chi đỏ đi, đỏ đấy đi. Đấy, làm cái đỏ đi cái cây sao đấy. Đỏ đấy. Có cái gì? Cái này là trồng cái gì trong trồng.
À. Còn nếu đây là hàng đất trồng rất nhiều phương nhiều nhưng mà đất cái này ông kia ơi. Ha? Kiểu nào cũng cắt cây cỏ. Sao ạ? Cây gì ạ? Đất này 3 triệu ạ. Đấy, 3 triệu cây gì kia? Ba đào. Đấy. Thằng bình dân đấy. 800 có đúng trong cái này đúng không? Đúng rồi. Nhìn cái búp này này. Nhìn nó tía tía này, đỏ đỏ này này. Cái này hay này. Cái này hay. Cái này hay này. Chứ không chơi bé. Ba. Đấy. Biết sao nó những cái đồ nó mộc mạc này nó mới tôn được cây, còn nếu mà càng hàm lá bao nhiêu thì cây càng lớn. Cái cây cổ thì nó mộc mạc. Anh ơi, một cây này mình chơi cái nét cổ, nét già của nó chứ giờ anh đến bao giờ con này nó cứ tầm 40 tuổi. Đấy, xi xanh. À, ôm đá ghê quá nhỉ. Ôm đá ghê quá. Nhưng mà nó hơi bị lôi thôi, không được rõ ràng cho lắm. Đây một loạt phi lao liếc này, phi lao, phi lao, đấy, phi lao. Nói chung là chẳng hỏi đâu, phi lao này chắc rẻ thôi, chắc dưới 1 triệu một cây thôi. Bắn lóc. Cái này cứ thế này thôi. Này chỉ thu răm ngắn lại thôi. Cứ thế này cứ càng tự nhiên càng tốt. Đồ chơi càng tự nhiên càng tốt. Con súng đẹp thật. Không thể làm. Này con xuống một tí nữa, xuống. Có nhiều để mà làm. Này, xuống một tí nữa thì hay, xuống một tí nữa. Đấy. Không nó phải bổng vậy thôi mới thoát được cái cổ áo. Cái trên kia thì hơi một tí nữa được. Mình cứ làm lại tầm vậy. Súng mới quý chứ nếu xanh thì bình thường. Con này à, con này sung lên, sung lên ra quả nhỉ? Đây toàn mắt quả này. Toàn quả trong này sung tía đấy là quả. Cái vòi quả bên trong hết đi, toàn vòi quả hết. Già có như đợt được 9 cây. Sung tía đấy là mới ra quả kìa. Đấy. Hay quá. Đi đò tiệm. Dành quay của Mỹ, dành về. Vâng. Giảng hương. Và Bắc Sơn, Lào Cai nó lấy cây này thì chả lấy. Cái dành dành này cũng cười nhỉ? Đồ Nhật. À, bé tí nhỉ? Đồ Nhật. À, Nhật à? Con này xách cái đấy về đấy. Thế bảo sao nhỉ? Nó khác lạ thế. Không còn con đẹp nữa mà. Nhật có dành dành hay. Không biết cái con này có mang đi chợ đến khi nào không? Con bán không? Cái bán cho Thanh Quốc. Bán cho Thanh Quốc. Và là Yến Thanh. Yến Thanh. Yến Thanh. Yến Thanh. Yến Thanh. Yến Thanh. Đúng rồi. Vâng. Mình cũng hay xem clip hết. Nhà có mấy cái ổi đẹp hết nhỉ? Gia mình có mấy cái ổi dáng siêu đẹp hết. Vâng, được ạ. Thì thoảng mới về được, đang vứt ở quê. Vâng. Cái đấy giao lưu chưa? Chưa. À. Vẫn cứ vứt ở nhà thôi. À. Đang làm cái thứ đẹp hết. Bảo cách được, nó đá dưới đẹp lắm. Mình chắc chưa ai nhìn thấy đá ở đâu. Bởi là 10 năm, hơn 10 năm, 11, 12 năm mà sống. Đá ghép đá xanh này như mất bao tiền ghép ấy. Cả tiểu cảnh dưới đầy đủ, không có tí đất nào, chỉ có đá với nước thôi, nhưng mà hơn 10 năm rồi nó hơi bị cằn bây giờ. Phủ cả đất nước lên toàn ở dưới bới ra toàn đá với tượng. Đẹp lắm. Khi nào mà nó khỏe, bây giờ rễ nó nhỏ, nó phun nó ôm chắc ôm với kín đá. Nó đẹp lắm. Nó đang bị yếu. Mình cũng cổ. Hay thích ổi nhỉ, thấy cũng hay mua ổi. Mình cũng hay xem clip mà chúng tôi là ai đây. Lâu lâu chả thấy cây ổi nào đẹp. Vâng, lâu lâu không có cây ổi. Cái hôm mà xem cây ổi ở đây thì hôm đấy mình mua cái cây ổi mà nhiều quả không? À, ở chỗ này. À, đúng rồi. Đúng rồi, hôm đấy cây hơi cao cao mà nhiều siêu quả, đúng rồi. À, đây.
Vâng. À, đúng rồi. Đúng đúng cái này là. Vâng, đúng rồi. Hôm đấy nhiều quả lắm, hôm nhiều quả lắm. Hôm đấy mình không nhìn thấy thấy anh đâu. Hôm đấy thì em bà hôm đấy em lại lúc ấy em xem sớm cái đấy xong em lại ra đây. Vâng. Mình xem lại clip đi mà. À anh ấy hôm lỡ anh qua. À. Mình ở đâu bác? Mình ở gần một số. À, đất cây cảnh thôi. Gọi là chơi nhiều ngao thôi chứ cũng không phải quá. Thôi, anh em quay vâng. Nhá. Thích hỏi hôm nào lên em ngắm. Vâng, nhất trí. Vâng, vâng nhá. Có số điện thoại của em ở trên video á. Rồi, ok, mình có. Vâng, dạ, vâng nhá. Rồi, để sang khu vực 4 nhá.